Goodbye. Ê, đại ca tới nè, anh em chạy thôi. Đại ca đâu? Đó đại ca kìa. Đại ca tới thôi, chạy. Đi, chúng mình dẫn đại ca về nhà nè. Chúng ta ở lại, ta tự chiến với đại ca thử coi. Ok. Cái đi, thôi, đâu rồi. Hay ngủ không? Ổn, ta đang solo với nó. Ý dạ. Ê, con cá sấu chạy, what the fuck? Đâu? À đu, ê, sắp xỉu rồi, what the fuck? Gì hài ấy? Ý đu. Từ từ nó quay lại, nó kêu nè. Nó quay nè. Nó chạy, tụi nó xỉu chứ. Mày đâu? Má con cá sấu đỏ máu rồi bây ơi. Anh em mình sắp có con cá sấu rồi em ấy. Thầy gì? Nó tự động chế lắm rồi. Chế gì? Nó tự động chế đúng không? Cá sấu kìa, cá sấu kìa. Cá sấu kìa coi. Hai. Xíu đi. Xíu. Khó lắm. Khó chơi thì dễ chơi hơn thôi. Trên mobile dễ chơi hơn chứ ta thấy trên PC hơi khó. Lần lần này nâng hết quay vậy là hết vô quay với lại. Không, phải nâng vô chứ biết không? Nâng vô speed á. À, không gì lon á. Xíu ơi. Quay. Xíu à. Cá sấu xíu ơi. Đâu. Anh em mình có cá sấu rồi hả? Ủa có cá sấu vãi. Tay đôi với cá sấu luôn hả? Ná solo cá sấu. Khoan, nó chết rồi mà chứ đâu phải xỉu không? Xỉu. Qua coi. Rồi cá sấu theo tao cá sấu. Giờ mình sẽ cho con cá sấu của mình cắn với nhau với con cá sấu này. À đừng. Level 1 à, yên tâm. Đó, chơi nó. Đôi nó luôn. Không, được. Đó, thấy chưa? Chắc tự chưa? Tụi bay cầm rùa đi giết rùa vậy luôn hả? Nghe hơi mâu thuẫn nhưng mà thôi kìa. Quăng Bola đi. Bola, ba lô đâu, Bola đâu. Số mấy? Số 8. Hay rồi. Chạy lại, ê từ, nó đang bị cắn. Có rep hồn mình đó. Ê, Piranha, từ. Vậy. Con là Piranha dưới. Rồi. Đó là Piranha. Qua chưa. Bình tĩnh. Đi. Ủa? Đi, qua đi. Nó gặp cá sấu nó chạy sao mà. Ôi sao ba cá sấu ra giữ hồ rồi. Cái mẹ nó giết rồi trước đi. Bola. Xích bola rồi. Giết rồi trước. Để nó làm những gì được các bạn. Đó, chọc này đi. Chọc nó chui vô. Rồi sờ mình đang dùng kìa. Nó sang lại bờ bên kia rồi, sang kia bắt nó. Sang bên kia rồi Hoàng ơi. Sang lại bên kia. Khoan. Còn con rùa bên đây nè. Còn rùa nữa, đâu? Để xử luôn này. Xe bật Hoàng. Giống bên kia vậy. Game em 1.000. Tên 5 là hết rồi bạn. Game em 4 rồi. 4 lần rồi. Sáng như 7 ngày rồi á. Lòn luôn. Cá sấu xuống nước cá nó. Qua chơi nó, bật bù le lên. Ồ, tao sợ rồi. Rồi. Đừng im, nhìn qua bên bờ nó. Thôi anh em bỏ cái mẹ đi, coi như mình chưa gặp nó đi. Thôi đi. Đi vô. Đi sang bờ bên đây. Giờ ngày em bố nhìn nó sáng chết người luôn á. Giờ đi xin gần nha. Đi xin. Con mẹ mới vô. Ê, sao con rùa thứ gì mày? Đâu? Rùa kẹt á. Ê, nhìn này. Nhìn này. Con này mỗi lần giết con này rồi không tê là. Qua đây. Ừ đúng rồi. Rồi, đi đâu ra. Anh em mình xử rùa tại chỗ luôn đi. Bòi cho nó biết nguy hiểm, cho nó giống tám điểm. Tao thấy. Khi nào mình tới gần con gì nguy hiểm á. Tao cũng thấy mà. Hello, what's up? Oh, shit. Chúng ta gặp nhau, vô tình gặp nhau. Ê, từ, chân con gì vậy? Chân con em. Ba sừng hả? Gốc cây ông nội ơi. Không, bên này. Qua đây. Từ. Ba sừng. Ba sừng chơi không? Lụm luôn đi. Từ, khoan, chơi cá sấu. Chờ cá sấu chứ, kêu uống cá sấu tới đánh đi. Chết mẹ cá sấu rồi. Ê, quên bên phải đây, như có gì. Từ, cá sấu lại coi. À đây. Game 2. À giờ tới cá sấu nó kẹt được mà. Bye. Ok. Để game 4 là coi cá sấu đâu hẹn. Cá sấu đâu rồi. Để kẹt. Phải. Rồi ok. Đi ngang qua sau chồng đó. Đi sang ngang á. Rồi, xong rồi. Nâng điểm cho con cá sáu đi Hoàng, nâng điểm cho cá sáu đi. Nâng nãy giờ rồi. Ở bụng rồi, Hoàng có đồ ăn cho miếng đồ ăn Hoàng ơi, đói chết mẹ rồi. Này nướng thịt một đống không chưa ấy. Nè mày xuống kiếm nước anh em ơi, thịt hành thế ổn. Ủa gì kìa, ok. Oh shit, Cầm dao lên. Ê,
đi đâu? Ở dùng địa điểm anh em ơi, dùng địa điểm. Ta sẽ xây nhà ở đây. Rồi, chỗ này rất đẹp. Nhìn rất chiều, cảnh hữu tình. Ok,